Alo, và quay trở lại với trận đấu như mây xoay anh em nha. Vừa đi làm công nước cái và cho anh Nguyễn Dũng chơi cảnh em nha, cho anh Vũ Hồng Quân nha. Bi đang gần đây ạ. Hôm nay thì gần Bi kèo khác và bình luận thầu kèo không liên quan luôn. Và đây là cái bãi quả phụ dành cho cầu thủ 30 bài đấu 19 dân. Và ta chờ xem bài nào như thế nào đã. Ui, hai quả phụ nhưng mà bài lùa về là hơi khiêm tốn cho thầu. Chính vì thế đây được coi là một bài đấu lên được không được sớm nhưng mà lực thì gọi là khỏe. Đấy. Và Trang Đình Trọng nhà 3-0 chuẩn rồi à. Và hy vọng ta sẽ có kèo đấu 3-0 về C anh em ơi. Rồi hôm nay làm 3-0 về C tuyệt vời quá. Một cái chiến thắng gọi là áp đảo trước cái thủ Xuân Thứ. Rồi kích đời trong 8-18 với 3 Mirian nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà được cái là hai quả phụ. Và hai quả phụ đều là bãi quả 6 cây. Và cái anh em tưởng tượng là hai quả phụ mỗi bãi 6 cây chứ không? Nó ép khả năng là cái tầm đóng nhà điều kiện nó phải dồn gần 1.000 thực đấy anh em. Chắc chắn sẽ là làm quả gần 1.000 thực rồi. Dân Pan nó cũng thuộc hệ là đang trộm cướp đấy, phường trộm cướp thôi, ăn quả rất nhanh. Vâng, kích đời, dò giết các kiểu. Vâng, gặp con Pan, gặp con Mark C thì phong cách của thủ tiểu bàn thầu không biết có đánh kiểu thủ Y lại không. L.A. thủ Y nhá. Vâng, bài đấu mà thủ tiểu bàn thầu đang khá là khiêm tốn với tình huống dân cho dân đào vàng. Đúng một dân đào vàng tuần đầu tiên thôi. Rồi, như vậy là đâm vào 3 giờ không có hàng rồi. Vâng, đẩy con xe giò kín mít hết bản đồ rồi. Sót mỗi cái 3 giờ mà không thấy nhà thứ trên 3 giờ nhỉ. 9 giờ chắc chắn là càng không phải rồi. 9 giờ không phải, nhưng mà mình đang vừa ăn cái bãi quả bên dưới 9 giờ. Vâng.
Vâng, thứ là người lên đời sớm hơn. Như vậy là hai anh thủ là người cùng cánh với nhau rồi. Gặp cái gì đó màu vàng ấy mày. Gặp hàng rồi. 20-28. Và như vậy là gặp một đạo dân của thủ Makelele ở bên ngoài này. Và cái thủ bàn thầu đem răng và đang dâng được hai dân lên. Một bài đấu dâng BA. Chúng ta sẽ truy sát cái tân dân này. Một bài đấu game thủ dân thứ đang cắt 3 dân lên trên 12 giờ làm một cái gì đó. À, đánh ăn hoang cung A thẳng nhá. Mark C đánh A thẳng rồi. A thẳng và đi ăn hoang mà nó xích được 3 con dân. Bây giờ con lạc đá sẽ ra đây kê và chúng ta sẽ có tình huống chuyển cung R sớm. Cũng sẽ là bài đấu chuyển cung R sớm. Một tình huống tổ lại. Đúng rồi. Rồi, phay được con T rồi bạn. Kéo dần lên đây và tiếp tục thiết kế cho mình những chiếc nhà BA. Không biết là thủ tiểu bàn thầu đã kích cho mình chặt gỗ nhiều đầu tiên chưa? Hình như là kích rồi thì vậy. Rồi tí nữa sẽ bắn luôn cái bãi bò nhỏ này của game thủ Xuân Thư. Có cung R sẽ bắn luôn khoanh gỗ này của Xuân Thư. Và có một chạy đằng rời. Thứ bị mất 3 dân ăn hoang bên ngoài. Tìm đồ ăn hoang bên ngoài và đây là 4 dân của Mark C. 4 dân nữa của Mark C tại khoanh gỗ. Dân không bánh xe và chắc chắn là không thể có cửa chạy rồi. 4 dân này chỉ đính là một tuần đếm ngược. Chỉ là một tuần đếm ngược mà tôi ăn được 7 dân của Mark C. 7 dân Mark. Đám dân này chắc chắn chết. Timeline 30/36. Rồi xích cổ luôn. Thêm một chiếc nhà BS nữa. Rồi đây là bạn. À, một bài đấu mà game thủ Xuân Thư có cái vàng bên ngoài. Một tên vàng ngoài chia ra bên ngoài của thủ Xuân Thư. Rồi thế như vậy là xin tạm biệt bãi vàng của Thư. Vâng, Thứ đang, em sẽ nói anh em là tiến thủ tiểu bàn thầu, em đang muốn đứng kiểu vâng, dùng con lạc đà để dụ dụ cung Nga và đang dùng cung rời bắn bãi vàng khá là tinh tế và rất tinh vi. Vâng, tiến thủ tiểu bàn thầu đang có một tuần thi đấu là khá hay về những con chém và những con lạc đà của cung R luôn. Vừa chém vừa lạc đà và vừa cung R và vã được một tuần. Cẩn thận bạn vậy nghe kìa. Thầu đang rên rứ vất thả diều và đợi game thủ Xuân Thứ rất tập trung và em đang vã luôn cung Nga bên ngoài. Rồi vút. Cần thiết có thể bắn luôn bãi vàng của đội bạn luôn cũng được. Có thể chơi vàng luôn. Một con lạc đà đảo khá hiệu quả tuần này. Nhồi thêm một con chém. Thứ không có vàng rồi. Thứ không có vàng rồi. Thời điểm sau thì Thứ sẽ không còn sóc đều những con cung Nga nữa rồi. Thứ thì sai tỷ số là 3-0 và 3-0 VC. 3-0 VC trong buổi thiếu ngày hôm nay. Một vòng độ cực kỳ hủy diệt. 3-0 VC và 9-1 về trận trước game thủ Xuân Thứ. Quá hay rồi. Không biết đã có xe bồ đây không.